bó à. Trưa ở trên đường Nguyễn Tri Phương, ở đây có cái món cơm niêu mì Quảng gốc 2. Những cái thực đơn của nó gồm có mình ăn cá khô quẹt không khô quẹt rau luộc. Lâu quá không ăn món này. Cái món này ngày xưa thiếu thốn mới ăn nè, rồi bây giờ thành xa xỉ mới ăn nè. Giờ mình đang đợi món đó ra. Đây, món cơm đã ra tới rồi. Niêu, cái này gọi là cái niêu. Người ta nấu cơm trong cái này. Món này nấu bằng cái gì ta? Nấu bằng bếp mà. Kho quẹt cá kho này là canh canh chua chấm rau luộc với kho quẹt. Này, giờ mình mời cả nhà dùng thử nha.
đơn giản thì cải luộc hơn. Ở dưới quê có nhiều loại rau hơn. Cơm đây nấu vừa chín á, có cơm trái bắp chấm cái này chấm ngon rồi đó cay.
mì quảng đấy nghe. Tiếp theo nha.